Chỉ cần có tiền, ở đây ta có thể cung cấp đủ lương thực và nước uống. Còn về cách làm cụ thể, thì phải tự ngài sắp xếp. Ta chỉ biết là đến Tây Bắc rồi. Không thể chỉ có mấy trăm người này ở được. Quả nhiên cậu ta này mắc bẫy. Ta chính là muốn nghe ngươi nói câu này. Ừ, bản vương quyết định làm theo lời ngươi nói. Sau này bản vương sẽ lo tiền, người chịu trách nhiệm về lương thực và nước uống đến Tây Bắc rồi. Bản vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngài đừng có về bánh vẽ trà cho ta nữa. Ai thèm chứ, nếu ngài thấy đề nghị của ta khả thi, và bốn cô nương kia cũng đồng ý thì chúng ta sẽ đưa họ cùng đến tây bắc ừ người cứ sắp xếp đi đức khuyên chiến đồng ý giản con dao liền đi hỏi bốn cô nương kia một lượt họ đều nói rằng đồng ý đi theo vương phi đến tây bắc còn chuyện thành ma quỷ gì đó họ đều không quan tâm một canh giờ sau cả đoàn người đến nha môn huyện thanh bình bắt gặp ngay một đôi nam nữ quần áo sọc sạch căn phòng bừa bộn cảnh tượng thật trướng mắt trong lúc lão quản gia đang thẩm vấn huyện lệnh giản quân gia định chuồn em Vương Phi, cô đi đâu vậy? Ta chỉ muốn tìm chỗ đi vệ sinh thôi. Đấy chẳng phải là cái cớ ngài hay dùng sao? Hôm nay ta... Nếu vậy thì ta đi cùng cô. Không cần đâu, ta tìm đại chỗ nào đó là được rồi. Đẩy bản vương đi, lời phản đối của giản quân giao hoàn toàn vô hiệu. Cô lén lút vung vẩy nắm đấm nhỏ về phía bóng lưng của huyền chiến. Cuối cùng vẫn bắt đắc sĩ đẩy huyền chiến rời đi. Cũng chẳng có mục đích gì. Hai người cứ thế đi dạo loanh quanh ở sân sau nha môn. Bản vương muốn vào căn phòng đó xem thử u ám quá hả căn phòng này âm khí rất nặng ta sợ bên trong có thứ không sạch sẽ nếu ngươi sợ thì tránh xa ra ngài chắc là biết bắt ma chứ không ta chỉ nhìn thấy ma thôi chứ không biết bắt khuyên à? chiến chỉ có thể thấy ma nhập vào người khác nhưng anh chỉ có thể giết luôn cả người bị nhập mới chưa được ma không ngờ gặp phải tên liều nếu ngài không biết bắt ma thì chúng ta tránh xa nơi này đi ngươi tránh xa ra Bản vương tự mình vào xem Giản quân giao nghĩ Người đàn ông này dám vào căn nhà ma đó Chắc chắn anh ta có cách tự bảo vệ mình Vì vậy, cô quyết định đi cùng anh ta để xem sao Để đề phòng Giản quân giao nhanh chóng dùng 600 xu không gian Mua một thanh kiếm gỗ đào đã được khai quang Cô cũng không biết dùng thanh kiếm này thế nào Nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn sàng Hả? à, ngươi muốn làm gì? Ngươi là ai? Câu hỏi này khiến giản quân giao cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu Lần đầu tiên cô gặp người đàn ông này Cô cũng bị hỏi như vậy Chắc lại có người sắp bị bóp cổ rồi đáng tiếc là giản quân giao không nghe thấy ai trả lời chỉ thấy huyền chiến đang tự nói chuyện một mình đàn ông đều là lũ thấy sắc quyền nghĩa đã vào căn phòng này rồi thì đừng hòng rời đi thấy bàn tay to của huyền chiến lại vươn về phía eo mình giản quân giao biết là con ma đó lại định tấn công họ cô vung loạn xạ thanh kiếm gỗ đào trong tay Ê e, tên kia đó là của ta đừng có động kiếm gỗ đào có thể hàng phục ma nữ trả lời bản vương người rốt cuộc là ai con ma nữ kia vì sợ thanh kiếm gỗ đào nên không dám ra tay nữa Nghe thấy câu hỏi, nó trả lời khá thành thật. Ta vốn là nữ chủ nhân của căn nhà này. Ai ngờ tên đàn ông khốn nạn đó lại thấy sắc quên nghĩa. Để ta không cản trở hắn, con tiện nhân đó lại hạ độc vào thức ăn của ta. Khiến ta chết thảm. Chồng của ngươi là ai? Đương nhiên là huyện lệnh vương bác đạt của huyện Thanh Bình rồi. Ngoài hắn ra còn ai làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy chứ? Người đã chết rồi. Tại sao còn ở lại đây? Ta hận, ta hận vương bác đạt thấu xương. Hắn vì gia sản nhà mẹ đẻ của ta mà bỏ vợ cả. Sau đó đến nhà ta cầu hôn. Ta lấy hắn chưa được nửa năm Thì phát hiện hắn là một kẻ háo sắc Vì vậy ta thường xuyên cãi nhau với hắn Hắn cũng có hơi kiềm chế lại Cho đến 2 năm sau Hắn dùng thủ đoạn biểu chiếm đoạt hết Tài sản của nhà mẹ đẻ ta Ta không cam tâm Ta muốn hóa hắn lại mời cao nhân hắn. đến Dùng búa phong ấn ta trong căn phòng này Không thể ra ngoài được Nghe ma nữ nói xong Huyền Nhìn chiến. quanh bốn phía căn phòng Của nhiên ở một vị trí khuất anh thấy vài lá bùa đã ố vàng kể hết những gì người biết cho bản vương nghe bản vương sẽ cân nhắc thả người ra khỏi đây thật sao người thật sự có thể thả ta ra ngoài bản vương nhất ngôn cử đỉnh. nhưng điều kiện để thả người ra là không được hại người nếu không nhất định sẽ khiến người hồn phi phách tán khi nói huyền chiến Còn không quên lít nhìn giản quân giao anh biết người phụ nữ này ghét nhất bốn chữ này ta đang nói chuyện với ma nữ giản quân giao của thật rất nhạy cảm với mấy sau chữ này. sau khi huyền chiến nói ra cô đã khoanh tay nhìn anh ta không ngờ người đàn ông này cũng được đấy chứ con giải thích câu này với mình sau này đừng nói trước mặt ta